Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay có tựa đề là Dì Ghẻ Oan Nghiệp. Ngay bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm nay trời lạnh sớm, mới đầu tháng 10 trên tầng không, bầu trời đã xám xịt. Từng cơn gió thổi về khiến cho ai nấy cũng phải dùng mình ớn lạnh. Bạn tôi và tôi ngồi trước thềm của một quán cà phê cũ kỹ. Vậy xung quanh đống lửa đang bập bùng, tôi hỏi: "Cậu định ở lại đây đến bao giờ vậy Vĩ?" "Tớ cũng không biết được. Chắc là đến khi nào bố mẹ tớ bắt quay về nhà. Thế là chắc cậu cũng phải ở hết mùa đông năm nay rồi." Vĩ cười chẳng biết nói gì cả. Cũng phải khó khăn lắm cậu ta mới được trốn công việc bận rộn hàng ngày để mà tới thăm tôi như vậy. Ngồi bên đống lửa mà vẫn cảm thấy rét đăm đăm. Cũng tại vì tôi tưởng ở bên ngoài không đến nỗi lạnh lắm, cho nên mới mặc một chiếc áo khoác gió. Trời lại còn bắt đầu mưa rả rích. Cái lạnh cùng với hơi ẩm như là thấm sâu vào trong da thịt, làm cho con người ta phải khó chịu. Tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để trở về nhà trong cái tiết trời mưa lạnh như vậy, thì từ ngoài đường đi vào quán cà phê có hai người. Họ đỗ xe cách chúng tôi một đoạn. Người đàn ông bước xuống vội vàng lấy ô, mở cửa, che cho người phụ nữ, rồi cả hai cùng đi vào. Hình như họ là hai vợ chồng. Tôi nhìn theo mà hít cho Vĩ một cái rồi nói: "Này, nhìn người ta đẹp đôi chưa kìa, chẳng bù cho tớ với cậu. Mãi chẳng có một mảnh tình vắt vai." Vĩ chỉ cười rồi đáp: "Tớ với cậu còn trẻ, thay vì phải che ô kè kè bên cạnh một người phụ nữ mà người ta hay gọi là tình nhân hay là người yêu, và cũng có thể gọi là vợ, thì tớ thích như thế này hơn. Muốn đi đâu làm gì cũng được. Chẳng phải con người ta sướng nhất khi được tự do tự tại sao?" Nhớ lại cái thân mình thì cũng khá gì hơn với Vĩ đâu. Thôi thì cậu ta nói như vậy thì cũng an ủi được phần nào. Vì thấy tôi mãi mê suy nghĩ không nói gì thì lên tiếng: "Với cả có thể là cậu nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy, nhưng mà chưa chắc đã phải vậy. Nếu cả hai không thấu hiểu nhau thì cũng chẳng vui vẻ gì cả." Tôi liền cười xòa rồi nói: "Cậu cứ suy nghĩ quá, chứ tôi thấy họ đâu có vẻ gì là không thấu hiểu nhau." Vì hướng ánh mắt nhìn về hai người đó chằm chằm vào họ, còn tôi thì chỉ dám lén lén nhìn thôi, không lại mang tiếng là soi mói. Hai người đó chọn một góc trong quán mà ngồi với nhau. Chẳng ai nói với ai câu gì, cứ như vậy ngồi nhìn điện thoại và cười một mình. Vĩ liền quay sang tôi mà nói: "Cậu xem kìa, tại sao hai người ngồi đối diện nhau chỉ có vài găng tay mà lại không nói được gì với nhau?" Tôi liền lắc đầu Vĩ với vỗ vai của tôi: "Bởi vì họ chán rồi." Tôi cười ngạc nhiên: "Chán sao?" Vĩ đáp: "Phải là chán rồi. Giống như việc hàng ngày cậu chỉ ăn mãi một món vậy. Nếu mà không tìm cách thay đổi thì món đó có thể ngon đến đâu, cậu cũng sẽ thở ư chán nản khi nhìn thấy nó." Tôi liền cười vỗ bồm bồm vào quần phủi bụi từ đống lửa đang cháy rồi lại nói: "Cậu cứ làm như mình từng trải lắm rồi vậy." Vĩ không nói gì mà chỉ cười trừ mà thôi. Ngoài trời vẫn còn mưa rích không có dấu hiệu dừng lại. Hai ly cà phê chưa uống xong vẫn bốc khói nghi ngút vào không trung. Vĩ đưa lên uống một chút nhẹ nhàng đặt xuống rồi hỏi tôi: "Hồi trước tôi có gặp một đôi vợ chồng, họ cũng là một cặp trời sinh, ai nấy đều phải ngưỡng mộ, nhưng mà thế có chuyện gì với họ sao?" "Phải, họ sẽ là một đôi hạnh phúc nếu như người vợ không bị ung thư. Đáng tiếc là lúc phát hiện ra thì đã không còn cứu chữa được nữa." "Đúng là ông trời mà." "Cậu đừng cái gì cũng đổ cho ông trời. Người ta chẳng bảo là trời thử lòng người sao?" "Đúng vậy. Cũng vì biến cố đó mà tấm lòng của những người trong cuộc mới được phơi bày ra toàn bộ." Tôi vừa mới đưa cốc cà phê lên định uống, nghe Vĩ nói vậy thì lại đặt xuống mà hỏi: "Thế có chuyện gì giữa hai người họ sao?" Vĩ hơi lòng bàn tay trước đống lửa rồi bắt đầu kể. "Cách đây vài năm, khi đó Vĩ còn đang làm việc cho bệnh viện,
Cậu ta bận biểu tối ngày, chẳng có nổi thời gian để nghỉ ngơi. Ngày cứ trôi qua ngày thật là nhàm chán. Cũng may đợt ấy lại có một nhóm sinh viên thực tập tới chỗ của cậu ta làm việc. Không khí trong khoa thay đổi hẳn. Thay vì việc sáng ngày ra, nguyên một tuần phải nhìn mấy khuôn mặt đói ngủ vật vờ đi trên hành lang, thì bây giờ lại là gương mặt rạng rỡ để hào hứng của các cô cậu sinh viên. Âu cũng đỡ căng thẳng hơn. Trong nhóm đó có cậu bé sinh viên tên là An, dáng người gầy gầy, một khuôn mặt trắng đến kỳ lạ, giống như là một người bị bệnh vậy. Trông có vẻ hơi nhút nhát so với các bạn cùng đoàn. Lúc nào cô bé cũng là người ra khỏi khoa cuối cùng trong một ngày. Vì biết là bởi vì cứ cuối ngày cậu ta lại ra sân trước bệnh viện để hút thuốc. Cả viện chắc có mỗi chỗ này là được phép. Mỗi lần An đi qua đều cúi đầu lễ phép chào Vĩ. Vĩ chẳng nói gì cả mà chỉ gật đầu rồi hướng mắt nhìn về xa xăm, tận hưởng điếu thuốc đang dang dở của mình. Chắc vì cái dáng vẻ ngoài lãnh đạm của Vĩ khiến cho An cũng như các em sinh viên khác cảm thấy căng thẳng mỗi khi tiếp xúc. Cho nên mỗi lần gặp Vĩ ở ngoài bệnh viện thì An chỉ chào cậu xong rồi lại vội vã bước đi. Thế là tới một ngày An lại chủ động tiếp chuyện Vĩ. Cũng như mọi hôm Vĩ đang hút thuốc ở ngoài sân thì cô bé đi tới. Cậu cúi đầu chào hỏi lễ phép như mọi ngày rồi vội vã ra về. Nhưng chỉ đi được vài bước thì cô bé dừng lại. Vĩ thấy như vậy thì tưởng cô bé quên đồ cho nên không quan tâm cho lắm. Cho đến khi An rụt rè đi thật nhanh tiến về chỗ Vĩ đang đứng, làm cho cậu ta chú ý. Thế An im lặng cho nên cậu ta mở lời trước. Em cần gì? Em có hút thuốc không? Dạ không ạ. Thế em muốn hỏi tôi về chuyện chuyên môn à? Dạ em muốn hỏi thầy à? Vĩ liền cắt ngang. Tôi còn trẻ lắm, gọi anh được rồi. Dạ vâng anh. Vĩ ngừng một lát cho cô bé nói tiếp. Cả hai người im lặng hồi lâu thì An mới lên tiếng trước. Em có nghe mấy chị y tá bảo thầy nhầm là anh biết về huyền thuật à? Vĩ rít một hơi thuốc rồi cười nói. Chuyện tào lao như vậy em cũng tin sao? Dạ đâu ạ. Nhưng mà các chị ấy kể cho bọn em nghe thì anh rất giỏi trong mấy chuyện này, cho nên em muốn nhờ anh một việc. Thế em vướng mắc chuyện gì về đường âm sao? Dạ em thì không, nhưng mà nhà em thì có. Em kể tôi nghe được chứ? An liền xoa xoa đưa bàn tay lại với nhau rồi bắt đầu kể. Nhà An vốn là một gia đình có điều kiện. Trên cô bé còn có người anh nữa, bố mẹ thì vẫn còn trẻ. Nếu mà để nhìn vào thì ai cũng đánh giá là một gia đình hạnh phúc viên mãn. Con cái ngoan ngoãn thành đạt, còn bố mẹ lại hết mực yêu thương nhau. Thế mà năm đấy biến cố lại ập đến với gia đình của họ. Mẹ của An cảm thấy dạo này cơ thể của mình có nhiều thay đổi. Đến khi đi khám thì được chẩn đoán là đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Trước đó An cũng nhiều lần dặn mẹ là phải cẩn thận vì sức khỏe. Nhưng vì không muốn chồng con phải lo, cho nên bà ấy toàn giấu đi những triệu chứng của mình. Thêm vào đó An lại đi học xa nhà, cho nên năm vừa rồi không thể sát sao với tình hình sức khỏe của bà được. Đến khi cầm tờ kết quả xét nghiệm ở trên tay thì cũng đã quá muộn. Cũng đi chữa trị một thời gian, nhưng rồi bệnh viện cũng trả về, dặn người nhà chuẩn bị tinh thần. Ngày mẹ của An trở về cũng là khoảng thời gian tối tăm nhất của gia đình. Mọi thứ đều xoay quanh bà ấy. Không khi nào là không có người túc trực ở bên cạnh. Đặc biệt là bố của An, ông lúc nào cũng ở bên mẹ. Chỉ những khi nào có việc cần thiết lắm thì mới rời khỏi đó mà thôi. An và anh trai cũng sắp xếp công việc và học tập lại để ở bên mẹ càng nhiều càng tốt, trước khi bà sang thế giới bên kia. Nhìn mẹ phải gánh chịu những cơn đau đớn do bệnh tật dày vò, làm cho An không thể chịu nổi. Chỉ trách bản thân quá vô tâm, bởi vì trước đây không để ý nhiều tới mà thôi. Dần dần rồi hình thành trong An một nỗi dằn vặt, khiến cậu ta không thể tha thứ cho bản thân của mình. Cho đến giờ phút này khi kể cho Vĩ nghe, cậu bé vẫn không ngừng trách móc bản thân về lỗi lầm trong quá khứ. Vì thấy như vậy chỉ biết an ủi mà nói. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, em cũng đừng tự trách bản thân.
Nếu mẹ cậu ở dưới Suối Vàng mà biết được thì bà chắc cũng không yên lòng đâu. Vi để ý thấy nơi mắt của An có ướt lệ chuyển sang màu đỏ, nhưng cô bé ngay lập tức giấu nó vào trong mà cảm ơn Vĩ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh đã an ủi. Vĩ dầm điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh đoạn hỏi, thế sau đó nhà em ra sao nữa? An lại kể tiếp. Kể từ ngày mẹ cậu ấy về nhà, bà sống thêm được khoảng hơn một tháng nữa thì đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại bố của An trên cõi đời này. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng gia đình cô cũng không tránh khỏi sự đau buồn tột độ. Đám tang của bà nhanh chóng được diễn ra với họ hàng bạn bè lối xóm tới viếng thăm, bày tỏ sự chia buồn với gia đình của An. Diễn ra trong 2 ngày thì kết thúc. Trong tuần đầu thi thoảng còn có họ hàng hàng xóm láng giềng sang ngồi chơi. Nhà An đến tận đêm khuya mới về cho bớt đi sự lạnh lẽo, khi vừa mới mất đi một người thân trong gia đình. Nhưng đến tuần sau thì số người thưa dần, rồi không còn ai đến nhà An vào buổi tối đó nữa. Tới đó xem chừng chẳng có ai đến nữa cho nên An cũng đóng cửa. Nhìn bàn thờ nghi ngút khói ở trên là tấm di ảnh của mẹ, làm cho An không khỏi bồi hồi. Từ ngày mẹ mất, bố của An cứ như người mất hồn. Nếu không có việc gì làm thì nhất quyết ở trong phòng, nơi mẹ đã từng nằm trong suốt một tháng chiến đấu với bệnh tật. Đúng là sinh tử vô thường, chẳng ai đoán được điều gì xảy ra. Anh trai của An thì lớn hơn cô bé tận 4 tuổi. Mấy hôm nay anh thay bố lo lắng mọi việc trong nhà, cho nên mệt quá cũng đã lên giường đi ngủ. Chỉ còn An ở dưới phòng khách, cứ nhìn di ảnh của mẹ mãi không thôi. An có chút đau buồn, bất chợt thở dài buột miệng ấy. Giá mà mẹ trở về như trước. An vừa nói xong thì ở ngoài sân sau cánh cửa đã đóng lại, có tiếng bước chân đi qua đi lại. An tưởng là ai đến thăm nhà, vội vàng đứng dậy đi tìm chìa khóa để mở cửa mời họ vào nhà. Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc ấy An lại ngồi phịch xuống ghế. Hiện tại bây giờ cô đang chẳng muốn tiếp xúc với ai. Nỗi buồn cứ như vậy vây bám lấy An, đến nỗi khiến cô bé ngại khi phải đối mặt với bất cứ ai. Bởi trong lúc này thì lòng của An đang cảm thấy vô cùng yếu đuối. Cô dựa vào ghế chờ đợi xem người bên kia có phản ứng gì không. Một, nếu họ thấy đã đóng cửa thì sẽ về luôn. Hai là họ sẽ gọi cửa để người nhà cô ra đón tiếp. Lúc đó thì cũng nên mở cửa cho họ vào. Nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, lật qua lật lại mấy lần, nhưng bên ngoài kia vốn chẳng có ai động thái gì là thay đổi cả. Vẫn là tiếng bước chân đi qua đi lại đều đều từng bước một. An nhẹ nhàng ngồi dậy, định nhòm ra bên ngoài xem là ai. Lỡ đầu giả dụ có người hành khất nào đó, ai đó lỡ độ đường cần giúp đỡ thì sao? An nghĩ vậy tiến tới cánh cửa, định hé mắt nhìn qua khe bé xíu ở trên đó. Càng đi đến gần cánh cửa thì tiếng bước chân đó lại càng đi lại rõ rệt hơn. An giật mình nhận ra tiếng bước chân đó là mẹ. Cô vội vàng về đằng sau theo phản ứng. Nhưng nghĩ lại thì An thấy ngoài kia là mẹ của mình. Kể cả mẹ có thành ma hay là gì nữa thì vẫn là. Sao lại phải sợ chứ? Lúc này thì An còn mừng rỡ hơn là sợ. Cô liền run rẩy cho chìa khóa vào ổ. Khi cánh cửa được mở ra, ngoài kia nếu là mẹ trong hình dạng nào đi nữa, cô cũng chẳng sợ sệt gì cả. Vừa tra được chìa vào ổ khóa, xoay một vòng nghe tiếng cạch một cái. An vội vàng nắm lấy tay nắm cửa định phóng luôn ra ngoài. Mẹ chỉ còn cách mình có một cánh cửa nữa mà thôi. Nhưng đúng lúc An mở cánh cửa ra thì có bàn tay phía sau kéo giật lại phía sau. An vội vàng quay về sau thì thấy anh Hải đứng ở đằng sau lưng cô. An định mở miệng để nói cho anh Hải biết rằng mẹ đang ở ngoài cửa. Anh mau để em mở cửa cho mẹ vào. Nhưng anh Hải vội vàng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. An đưa cả người không dám nói gì thêm. An biết anh Hải cũng giống như mình. Nếu ngoài kia là mẹ, chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên chạy ra mở cửa. Trừ khi có chuyện gì khó nói, anh Hải nói nhỏ, mày lên nhà trước đi. An như hiểu ra điều gì đó mà vội bước lên trên nhà. Trước khi đi lên hẳn trên nhà, An còn ngó xuống
xem anh Hải đang làm gì, thì chỉ thấy anh nhòm qua khe cửa rồi nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt tái nhợt cả đi. Anh nhanh chóng tắt điện hồi thúc An lên trên nhà. Đi lên đi, ta bảo cái này. An vội vàng chạy lên gác vì biết rằng anh Hải từ bé nổi tiếng gan lì, không có thứ gì khiến cho anh Hải phải e ngại. Vậy ngoài kia ngay sau cánh cửa, anh Hải nhìn thấy mẹ sao hay là cái gì khác? Cả hai anh em liền chạy vào trong phòng của anh Hải rồi đóng cửa lại. An liền hỏi, ở ngoài kia là gì thế anh? Anh Hải trên khuôn mặt vẫn còn vương nỗi kinh hoàng từ khi ban nãy, cho nên cố tình né tránh không trả lời. An hỏi nhiều lần nữa thì anh Hải mới nuốt nước bọt rồi khó nhọc nói, là mẹ về. An Trần khóe mắt trực khóc, đôi môi run rẩy cố kìm nén cảm xúc lại, nghẹn ngào hỏi anh Hải, sao anh không mở cho mẹ vào? Tao mà không được, nhất quyết không được mở. Anh bị sao vậy? Để em xuống mở cho mẹ. Đúng là cô ma thì vẫn là mẹ của chúng mình mà, chẳng lẽ anh sợ tới mức đó? Anh Hải liền kéo tay của An ngồi xuống thở dài rồi nói, trước khi mẹ mất mẹ có dặn tao thế này. Mẹ dặn anh cái gì mà sao không dặn với em? Mẹ dặn tao bởi vì tao là anh, với cả sợ mày là con gái, cảm xúc dễ bị chi phối, cho nên không nói với mày. An lúc này dần thấy đỏ cả mặt, miệng mắng anh Hải, chán ông lắm, con gái thì sao nào? Mẹ dặn từ bao giờ sao không bảo cho tôi biết? Anh Hải cúi mặt xuống không đáp, hình như là anh đang chờ đợi để An xả hết cơn giận vào mình rồi mới định nói tiếp. An hiểu điều đó cho nên cô mới ngồi xuống, cơn giận khi nãy tàn biến đi đâu mất, bởi vì cô muốn nghe xem mẹ dặn anh Hải cái gì mà không nói cho cô biết. An liền hạ giọng xuống rồi nói, thì anh nói đi, mẹ dặn gì mà không để cho em biết được? Anh Hải thấy An đang nguôi ngoai cho nên mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của cô rồi thuật lại toàn bộ những gì mẹ của anh dặn dò trước khi ra đi. Người sắp rời khỏi cõi đời này luôn có một thứ cảm nhận, cũng có thể coi như là một thứ giác quan thứ sáu vậy. Nhiều người còn có thể dự báo được cái chết của mình trong những ngày khi mà ranh giới giữa sinh và tử cận kề với nhau. Mẹ của An cũng vậy, bà có thể dự đoán được ngày mà mình phải rời xa thế giới này mãi mãi. Hai ngày trước khi mẹ của An mất, khi ấy An và bố không có ở bên, chỉ có mỗi anh Hải là còn ở đó. Mẹ mới quay sang khó nhọc nói với anh Hải rằng, Hải này, chắc chỉ ngày mai ngày kia là mẹ mất rồi đấy. Anh Hải giật mình từng lời nói của mẹ như là mũi dao đâm xuyên vào tim của anh. Nhưng anh vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gượng cười đau khổ mà nói, mẹ cứ nói linh tinh thôi. Mẹ liền cười mà đáp, không, mẹ biết điều đấy không thể tránh khỏi, nhưng mẹ chỉ nói cho mỗi mình con nghe thôi. Còn cái An thì con biết mà, mẹ sợ nó sẽ kích động. Anh Hải không nói gì cả, chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống, đôi mắt vô hồn, cả cơ thể như bị hút vào bên trong một hố đen rồi lật qua lật lại. Những điều mà mẹ nói quả thực làm cho anh cảm thấy choáng váng vô cùng. Anh biết người sắp mất họ hay có những dự cảm rất chính xác. Nếu được thì nhất định anh muốn phải rời xa cái thực tại đau thương này. Thế anh Hải không nói gì, mẹ liền an ủi, sống chết có số con à. Mấy hôm nay mẹ thấy ông bà ngoại với mấy người nữa trong họ đã khuất về thăm mẹ. Mọi người cứ đi đi lại lại quanh giường của mẹ rồi bàn tán với nhau, xem bao giờ thì mẹ sẽ lìa đời. Mẹ nghe hết nhưng mà không dám lên tiếng ngay lập phản ứng gì cả. Anh Hải vội vàng nhìn ráo rác xung quanh, liệu ông bà ngoại có còn ở đây không? Sao không hiện lên cho anh thấy? Mẹ thấy anh Hải như vậy thì chỉ cười rồi nói, bây giờ thì không còn ai ở đây đâu, con đừng tìm gì nữa. Nhưng có lẽ khi nào mẹ mất thì ông bà và mọi người sẽ đón mẹ sang bên kia. Mẹ nói cho con biết trước để con và cái An khỏi lo lắng gì cho mẹ. Cái chết chỉ là một cách để có được cuộc sống vĩnh hằng mà thôi. Anh Hải nghe mẹ giải thích như vậy trong lòng cũng bình yên đi phần nào. Anh Hải tuy tỉnh hẳn lên, thế vậy mẹ liền nói tiếp. Còn sau khi mẹ mất, con nhớ lời của mẹ dặn, đợi em con tinh thần ổn định rồi hãy nói cho nó biết.
Anh Hải liền nói, mẹ cứ yên tâm, con làm được. Mẹ lúc này gật đầu khó nhọc nói, con nhớ sau khi mẹ mất, trong vòng 49 ngày, cái tối đến khoảng 9-10 giờ thì đóng chặt cửa không được ra ngoài. Còn nếu có nghe tiếng mẹ gọi thì tuyệt đối không được mở cửa. Dù mẹ có cầu xin hay quát nạt thì hàng ngàn vạn lần các con hãy nhớ không được mở cửa. Nhưng tại sao phải như vậy hả mẹ? Con cứ làm thế đi, đừng có thắc mắc gì cả. Vì nghe tới đoạn này thì cậu ta ngứa cả người. Không phải vì câu chuyện của An quá kỳ lạ và đau thương, mà là cậu ta biết rằng tại sao mẹ An lại dặn anh Hải như vậy trước khi rời xa cõi đời này. Nhưng cậu ta lại không nói gì mà chỉ chăm chú nghe tiếp câu chuyện. Trở về với lúc ấy, sau khi nghe câu chuyện của anh Hải, An mới hiểu ra được tại sao khi nãy anh của mình lại ngăn cản mình mở cửa cho mẹ. Nhưng mà tại sao mẹ lại không cho mở cửa? An vẫn chưa hiểu cho nên hỏi anh, thế tại sao mẹ lại không cho mở cửa? Thì lúc đấy tao nghe xong có biết vì sao đâu, nên nhìn ra ngoài thì mới biết. Thế anh nhìn thấy gì? Anh Hải mấp máy cái môi định thuật lại những gì mình thấy được ban nãy, nhưng mà tự nhiên lại ngưng lại. Anh nói, thôi mày đi ngủ đi, nghe xong rồi đêm lại không ngủ được. Rõ ràng anh Hải nói như vậy càng làm cho An tò mò hơn. Mẹ vừa mới mất, mẹ về đứng ở ngoài cửa. Ông Hải ngó ra nhìn thấy cái gì mà lại không dám mở cho mẹ vào vậy? An không chịu đựng về phòng mà cứ đòi anh Hải phải kể cho bằng được. Cuối cùng anh liền nói, thôi được rồi, tao kể cho mày nhưng mà đừng có hối hận nhé. An liền gật đầu tỏ vẻ can đảm, không sợ dù câu chuyện của anh Hải có gây sợ tới đâu. Rồi anh Hải cũng kể, anh còn cố gắng nói thật nhỏ, làm cho An phải ghé lại gần hơn mới có thể nghe được. Lúc nãy tao ngó ra ngoài thì thấy có bóng người đi qua đi lại ở ngoài sân. Tao nhận ra ngay đó là mẹ, nhưng ở bên cạnh còn có thêm hai người nữa. Mà cái mặt của họ dị thường lắm, tao nhòm ra đúng lúc có đôi mắt đỏ lòm của họ đang nhìn chằm chằm vào nhà mình. Anh nghe thích như vậy thì vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa thương mẹ hơn. Cô sụt rồi bàn với anh Hải, hay là mình cứ mở cửa đi, lỡ đâu trước khi mẹ mất chỉ tưởng tượng cho nên nói như vậy, chứ để cho mẹ ở ngoài đấy thì tội nghiệp mẹ lắm. Anh Hải thở dài, lòng của anh cũng muốn mở cửa lắm, thế nhưng mà ngặt nỗi lý trí của anh mách bảo lời của mẹ nói là hoàn toàn đúng, nhất quyết không được mở cửa. Anh Hải nhìn An rồi chỉ lắc đầu nói, thôi mày về phòng ngủ đi, nay nhiều việc cũng buồn ngủ lắm. Anh Hải vừa nói xong thì đột nhiên An trở về phòng ngủ mà quên chuyện khi nãy. An cũng đành phải về phòng của mình, nằm phịch xuống giường, vắt tay lên ngang trán mà suy nghĩ. Cô nằm lật qua lật lại nhưng chẳng thể nào ngủ nổi khi mà mẹ cô vẫn còn đang ở ngoài kia, không thể vào được nhà. Cô vừa thương lại vừa lo lắng, mà bảo ông Hải ra mở cửa cho mẹ vào thì nhất quyết không chịu nghe, là bởi vì lời của mẹ dặn trước khi mất. Liệu lời của mẹ nói khi ấy là đúng hay sai? An cứ nằm suy nghĩ mãi không thôi để xem có nên mở cửa hay không. Cuối cùng phần vì thương mẹ, phần vì tò mò cho nên An bật dậy, rón rén xuống dưới nhà. Cô đi thật khẽ tránh cho Hải biết, nếu anh mà biết kiểu gì cũng ngăn cô lại cho mà xem. Xuống nhà nhìn bàn thờ của mẹ nghi ngút khói, khuôn mặt của mẹ trong di ảnh trông thật hiền từ. Anh thôi thúc An, cô phải mở cửa cho mẹ vào, dù thế nào cũng phải gặp mẹ một lần. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần cánh cửa, định sẽ nhòm ra ngoài xem có mẹ ở ngoài không. Vừa nhòm ra thì cô thấy bên ngoài chẳng có ai, vắng lặng như tờ. Không có mẹ ở đó, và cô cũng để ý rằng tiếng bước chân qua lại không còn nữa. An buồn lắm những tưởng đừng nhìn thấy mẹ lần nữa, nhưng lại phải thất vọng chằn chề. Khéo lúc nãy là anh Hải trông gà hóa cuốc, cho nên nhìn thấy mẹ cũng chưa biết chừng. An lại đành phải quay về phòng. Tưởng chừng như là chuyện đến thế là hết, nhưng cô vừa đặt chân lên bậc cầu thang thì lại nghe tiếng nói văng vẳng đâu đây. An giật mình dừng lại, cô liền lắng tai nghe xem là ai nói. Không gian lúc này như là ngưng động lại, như là để cho cô tập trung tìm kiếm âm thanh đó vậy.
Âm thanh đó là tiếng gọi từ xa xăm vọng về. Anh nhận ra ngay đó là tiếng của mẹ. Anh vội chạy ra xuống nhà, đứng sát bên cánh cửa mà nghe ngóng. Càng đứng gần, tiếng gọi đó càng rõ ràng chắc chắn là của mẹ rồi. Anh lại ngó ra bên ngoài khe cửa xem thêm lần nữa. Đang hồi hộp cảm xúc lẫn lộn vì được nhìn thấy mẹ, thì thay vào đó là một sự kinh hoàng trên nét mặt của An. Ở bên ngoài đúng là mẹ thật, nhưng mà bên cạnh mẹ là một người cực kỳ quái dị. Chỉ trong khoảnh khắc, An thấy người đó cứ liên tục đánh vào đầu của mẹ, nhưng mẹ An lại không phản kháng lại. Mẹ An thì cứ kêu tên của cô liên tục. An, cứu mẹ, mở cửa cho mẹ. An hãi hùng lùi về đằng sau, không dám nhòm qua bên ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếng gọi của mẹ An thì càng lúc càng thảm thiết hơn. An, mở cửa cho mẹ, con không thương mẹ sao? Từng câu từng chữ như là xoáy vào trong tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô. An bật khóc, cảm xúc trỗi dậy. Cô giờ đây không còn sợ hãi nữa mà run rẩy tra khóa vào ổ. Tiếng khóa đã mở đánh cạch, làm bố của An ở trong nhà để ý. Trong lúc mà An đang vô thức chuẩn bị mở cánh cửa ra, thì bố của An liền vùng dậy, chạy ra ngoài kéo An vào bên trong. Khi cô đang định mở cửa, An giật mình bàng hoàng, mắt đỏ hoe nhìn bố nức nở. Bố, mẹ đang ở ngoài kia. Bố của An khuôn mặt như là dại đi, không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn về cánh cửa. Tiếng gọi của mẹ vẫn còn văng vẳng ở ngoài kia. Bố cũng đã nghe thấy, nhưng ông chỉ im lặng, nhặt ổ khóa lên rồi vội vàng khóa lại như cũ, đoạn kéo An vào trong nhà. An một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, cô lau nước mắt rồi vội hỏi bố. Mẹ về mà bố không nói anh Hải mở cửa cho mẹ. Bố của An vẫn im lặng, mắt nhìn theo hướng bên ngoài. Một lúc sau thì bố mới trả lời. Mẹ con dặn là... Bố An chưa kịp nói hết câu thì An đã tức giận nói. Mẹ bảo là không được mở cửa đúng không bố? Sao cả nhà này đều biết, chỉ một mình con không biết vậy? Chuyện không nhưng con nghĩ đâu. Mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Kể từ bây giờ đến hết 50 ngày của mẹ thì chúng ta tuyệt đối không được mở cửa. An liền hỏi. Nếu con cứ mở thì sao? Bố với anh Hải không thương mẹ sao? Mẹ ở ngoài kia bị người ta đánh kia kìa. Bố An nghe cô nói vậy thì mặt biến sắc. Ông cũng không thể ngờ được rằng chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng sao cũng giữ được bình tĩnh mà nói. Chắc là do con nhìn nhầm đấy. An liền phủ nhận. Nhưng mà con nhìn thấy rõ ràng mà. Bố của An không biết xử lý thế nào, cũng không muốn nhắc đến chuyện đó cho liền liền nói. Thôi, từ nay con cứ ngủ ở đây, bố ra ngoài kia ngủ. Bố An nói xong thì lập tức liền đem gối chăn ra ngoài phòng khách. An chẳng biết mình cần phải làm gì bây giờ, đành nằm xuống giường. Nhớ lại những hình ảnh ban nãy khiến cô càng thương mẹ hơn. Cô khóc ướt cả gối cho tới khi mệt quá thì thiếp đi. Vĩ nghe xong thì thở dài, cậu ta nói. Tôi xin được chia buồn với gia đình của em. Trên mặt của An phảng phất nỗi buồn không tan biến, liền nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn. Hai người liền rơi vào một khoảng trầm lặng. Vĩ xem đây như là một hành động để tỏ ra lòng thương tiếc cho người đã khuất. Cậu ấy đã chờ An nói trước nhưng mà vẫn chẳng thấy cậu bé nói gì, cho nên cậu đành lên tiếng. Tôi biết nhà em đang gặp phải chuyện gì, chắc em cũng biết tới vị thần trùng trong dân gian chứ. Mẹ em mất vào giờ đập nên bị thần trùng đánh đập bắt khai ra tên tuổi của người thân để bắt đi. Vậy việc em định nhờ tôi có phải là giúp nhà em giải trùng không? An liền nhọn miệng cười với Vĩ một cái. Thật hiếm khi thấy cô bé này cười. Nếu để ý kỹ thì cô bé này cũng rất đẹp. Vẻ đẹp thật sự bí ẩn. Chỉ qua cách cô ấy cười cũng làm cho Vĩ cảm thấy như có một luồng điện chạy qua. An liền nhẹ nhàng lắc đầu mà nói. Dạ em biết nhà em đã bị trùng tang, nhưng đó không phải là việc em muốn nhờ. Vĩ ngạc nhiên, giờ cậu mới để ý. An không hề đeo miếng tang cải áo. Như vậy là mẹ cô ấy đã mất được một thời gian. Thế là Vĩ còn tưởng bà ấy vừa mới mất, lại còn đúng vào giờ trùng tang, cho nên cô bé này muốn nhờ Vĩ giải trùng. Hóa ra không phải như vậy. Vậy có chuyện gì mà An lại muốn nhờ cậu ta? Vĩ liền hỏi.
Thế em muốn nhờ chuyện gì? An tiếp tục kể lại câu chuyện để cho Vĩ hiểu. Từ sau cái đêm đó thì hầu như đêm nào mẹ của An cũng hiện về đòi mở cửa bằng được. An và anh Hải thương mẹ lắm nhưng không làm được gì. Bố lúc nào cũng nằm ở phòng khách không cho hai anh em ra ngoài. Cuối cùng cả nhà chịu được có hơn một tuần. Thế hai đứa con của mình giàu đến nẫu cả ruột. Bố của An cũng thương lắm. Cuối cùng chẳng biết ông hỏi được ai mà bố đưa hai anh em lên ngôi chùa Hàm Long. Hai anh em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nhà sư đã ra hỏi chuyện. Thí chủ đến đây là có chuyện gì vậy? Dạ bạch thầy, nhà con có việc không vui, nay nghe một người bạn mách nước cho nên lên đây để cậy nhờ thầy hả? Sư thầy gật đầu cười hiền hậu rồi đáp: tôi và ông gặp nhau ở đây cũng là cây duyên. Vậy mời ông cùng hai cháu vào trong kia uống nước rồi cùng nói về chuyện nhà ta. Sư thầy nói xong thì đi trước dẫn đường, bố cùng với hai chị em vội vàng theo sau. Vào trong phòng khách thì sư thầy ngồi xuống, pha trà rồi mời bố con của An xuống đi rồi hãy nói chuyện. An nhìn chén trà xanh thơm ngát, liền cảm ơn sư thầy rồi bưng lên uống một ngụm. Nước trồi qua cuống họng làm cô cảm giác như bao nhiêu chuyện dồn nén trong những ngày qua chợt tan biến. Chẳng biết là do nước trà hay là chốn cửa Phật bình yên, lòng của cô lại thanh thản đến vậy. Sư thầy thấy mấy bố con đã uống xong thì gật gù nhìn bọn họ cười hiền hậu rồi nói: thế ông và các cháu có chuyện gì cần nương tới nhà chùa? Bố của An nhìn xuống chén trà uống dở, ông liền xoay xoay cái chén mấy lần rồi trả lời: bạch thầy, chả là vợ con mới mất à? Vậy thì tôi xin chia buồn với ông và ngài cháu. Nhưng mà chẳng hay là sau khi bà nhà mất đi, nhà ta có chuyện gì? Bố của An chỉ chờ có như vậy thì liền thuật lại toàn bộ câu chuyện về mẹ An trong mấy ngày qua cho sư thầy nghe. Sư thầy nghe xong thì liền nói: nếu đúng như vậy thì bà nhà ta mất vào giờ trùng rồi. Bố của An cũng đồng tình với sư thầy: dạ vâng ạ, con cũng đang nghĩ như vậy, cho nên mới tới để xin thầy được cho vợ con nương tựa nơi cửa Phật hóa giải thần trùng. Sư thầy liền nói: chuyện giải trùng thì tôi làm được, nhưng mà chuyện gửi bà nhà vào chùa thì tôi sợ. Đúng lúc này thì anh Hải hấp tấp hỏi: thế trùng là gì ạ? Có phải là trùng tang liên táng mà người ta vẫn thường nói hay không? Sư thầy gật đầu xác nhận: đúng rồi, chuyện trùng tang ở đây cũng không phải là hiếm gặp. Một năm cũng có vài gia đình tới đây để nhờ nhà chùa giải trùng, nhốt vong. Nhiều trường hợp rất nặng, chỉ trong vòng 3 ngày đầu tiên đã có người mất theo. Cũng có nhiều trường hợp nhẹ hơn như nhà ta. Thường thì những trường hợp như vậy thì phải mất tới vài năm thì trùng mới về bắt người. Thế nhưng mà gia đình của ta biết trước để hóa giải như vậy thì cũng không cần phải lo. Bố của An nghe thấy vậy thì biết ngay mình sẽ tới đúng chỗ cần tìm. Sao là bố của An có một người bạn làm ăn. Ông ấy nghe xong chuyện của nhà An thì đoán ngay ra là trùng tang. Bởi vì chẳng đâu xa nhà bác ấy cách đây một năm cũng bị y hệt như nhà An. Và cũng nghe người ta nói lên chùa Hàm Long. Từ lúc bước vào trong cổng cứ gặp vị sư nào đầu tiên thì hãy nhờ cậy. Vị nào càng già càng đức độ bao nhiêu thì tỷ lệ thành công càng lớn bấy nhiêu. Bố của An nghe theo nên mới dẫn theo hai chị em lên chùa để mà giải quyết chuyện trùng tang. Nay gặp được sư thầy cũng cao tuổi lại đức độ cho nên yên tâm lắm. Trò chuyện một lúc thì chỉ có bố và sư thầy đi vào trong chánh điện, để lại An và anh Hải ở lại bên ngoài. An định đi theo nhưng anh Hải liền ngăn lại: cứ để bố và thầy vào bàn chuyện, anh với mày ngồi đây cũng được. Thế anh Hải nói cũng đúng, chuyện của người lớn cứ để cho người lớn giải quyết, miễn là mẹ có thể thanh thản ra đi là được rồi. Anh Hải đành phải đợi bố ở ngoài này, ngồi đợi mãi mà vẫn chưa thấy bố ra. Hai anh em đã uống hết mấy ly trà. Ở bên ngoài trời cũng đã xế chiều, anh Hải chán quá liền đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói với An: mày ngồi đây để anh ra ngoài kia thăm chùa chút nhé. Thế anh Hải định đi thì An cũng chán quá cho nên xin đi theo cùng. Đâu phải lúc nào cũng có dịp được thăm ngôi chùa nổi tiếng này đâu. Chẳng lẽ lại cứ phải ngồi ru rú trong phòng mãi thế?
Thế là hai anh em liền cùng nhau đi ra ngoài thăm thú cảnh chùa. Trong chùa vô cùng yên tĩnh nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy thanh tịnh. An cũng từng có suy nghĩ sẽ ở lại trong một ngôi chùa để làm công quả vài tháng, nhưng chưa có thời gian. Nay ở ngay tại đây, ý định đó của cô lại trỗi dậy lần nữa. Làm gì còn chốn nào có thể giúp con người ta rời xa những đau khổ tuyệt vọng của trần gian như ở đây. Chẳng biết anh Hải nghĩ thế nào, nhưng thế ông cứ như vậy chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tìm tòi khám phá. Đúng là hai anh em ruột thật, nhưng chẳng giống nhau chút nào. An thì chậm rãi đi lại trong khuôn viên của nhà chùa, còn anh Hải thì cứ rảo bước, mong sao có thể khám phá được hết tất cả những thứ trước khi ra về. Cuối cùng thì anh Hải cũng đi đằng nào không biết, bỏ lại An một mình giữa khuôn viên chùa. An cũng chẳng buồn chạy theo anh Hải, cứ thư thần đi lại thưởng thức khung cảnh yên bình nơi đây. Chỉ được vài phút sau thì An thấy anh Hải vội vàng lại chạy chỗ cô rồi nói: sang bên kia xem người ta cúng thí thực kìa An. An biết chuyện cúng chúng sinh nhưng mà chắc đây lần đầu tiên cô thấy cúng ở trong chùa. An vội vàng đi theo anh Hải ra sân sau để xem mọi người đang cúng thí thực ở bên đó. Ra ngoài đó, An thấy ba lù cháo lớn để ở trước cửa nhà bếp. Xung quanh có mấy vị sư cùng với mấy cô mấy bác làm công quả cho nhà chùa đang múc từng bát cháo ra, đặt ở trên cái mâm rồi bê đi. Thế họ cũng nhiều việc cho nên An cũng chạy lại để xin được phụ giúp. Anh Hải thì lỡ ngỡ chẳng biết làm gì cho nên cứ đứng đực ra đó mà nhòm. Trong lúc làm việc thì An có biết được một bác gái nhà ở gần đó chiều nào cũng ra đây làm công quả. An chưa hiểu nay là ngày gì mà lại cúng chúng sinh cho nên hỏi bác: bác ơi, hôm nay có phải là ngày rằm hay mùng một gì đâu mà chùa lại cúng chúng sinh? Hôm nay là ngày lễ gì của chùa à? Bác gái này đặt nốt bát cháo lên một cái mâm rồi lại cười cười rồi nói: chẳng phải là ngày gì thì cũng cúng cho chúng sinh chứ cháu. Tại sao lại thế? Đây là theo lệ của nhà chùa cháu à? Cứ xế chiều mọi người ở đây cùng các sư tập trung để nấu cháo cúng chúng sinh. Nhưng mà tại sao ngày nào cũng phải cúng hả? Chắc cháu là người khác đến phải không? Chùa Hàm Long nổi tiếng chuyên nhốt trùng nhốt vong, cho nên cúng tới chiều là phải nấu cháo cúng cho các vong hồn ở đây. Mà các thầy ở đây còn nói nếu hôm nào không nấu là y như rằng gà vịt xung quanh vùng này cứ lăn ra chết. An dùng mình một cái nhìn ráo rác xung quanh, không ngờ ở nơi thanh tịnh lại có chuyện vong hồn đáng sợ như vậy. Cô dường như cũng cảm nhận được không khí u ám lạnh lẽo đang bao trùm. Trời mùa đông thì lại nhanh tối, không gian không còn yên tĩnh như là lúc nãy, mà thêm vào đó là sự u ám ma mị. Bất chợt anh Hải từ đâu chạy ra xuất hiện phía sau An. Cô giật mình thiếu chút nữa thì hét lên. Một tay ôm ngực cô thở ngắt ra một tiếng rồi trách: này, anh làm gì như ma thế? Thì bố bảo anh ra gọi mày về kìa. May quá cuối cùng thì cũng được về. An cũng không dám ở đây lâu hơn nữa. Cứ tưởng tượng một chút nữa thôi, người ta bày bàn cúng ra là có bao nhiêu vong hồn trong chùa túa ra ăn đồ cúng thì đúng là hơi ớn lạnh. Anh Hải đi trước chẳng sợ hãi gì, chắc là do anh chưa biết chuyện gì. Mà có biết thì ông ấy cũng chẳng sợ đâu. Anh Hải đi nhanh quá làm cho An phải vội vàng bám theo vì cô không muốn bỏ lại một mình giữa khuôn viên lớn này. Ra đến cổng chùa thì cũng đã thấy bố cùng với sư thầy đang nói chuyện với nhau. Thấy hai anh em ra thì bố vội vàng từ biệt sư thầy để về nhà. Trên đường đi về, An liền kể cho anh Hải nghe chuyện chùa này chuyện nhốt vong, và anh Hải bĩu môi nói: tưởng gì, cái này ta biết lâu rồi. Anh biết mà không sợ à? Có gì đâu phải sợ chứ. Mà sắp tới mẹ chúng mình cũng được vào đây. Nãy tao nghe được bố với sư thầy nói như thế. Thế thật hả bố? Đúng rồi. Bố đưa mẹ con vào đây để nghe giảng kinh, sớm ngày được siêu thoát. Sư thầy đồng ý rồi. Ngày mai bố sẽ đem di ảnh của mẹ tới để sư thầy làm lễ. Anh nghe xong thì cũng cảm thấy vui vui. Mặc dù mẹ đã mất rồi nhưng mà nếu được ở trong chùa tu tập thì chắc thanh thản mà yên tâm ra đi. Chứ cứ để mẹ đêm nào cũng ở ngoài cổng cho người ta đánh đập thì thương lắm.
An không hề muốn nhưng cũng không dám mở cửa. Làm theo y như lời của mẹ đã dặn. Này thì cũng đã được yên tâm phần nào. Chiều mùa đông mặt trời tắt nắng sớm, không khí lạnh lẽo nhưng sau chuyến đi này, An cũng cảm thấy ấm áp hơn trong lòng. Từ hôm đó An thắp hương cho mẹ, rồi ngồi trước bàn thờ kể cho mẹ nghe chuyện của ngày hôm nay. Xong rồi mọi việc thì cô yên tâm đi ngủ. Lâu lắm rồi mới có một hôm ngon giấc như thế. Cô còn chẳng biết là mẹ của mình đêm nay có gọi cửa nữa không. Vĩ nghe đến đây thì không giấu nổi sự tò mò hỏi. Thế nhà em đã giải được trùng rồi đúng không? Dạ vâng. Ngày hôm sau thì bố em mang di ảnh lên chùa, nhà sư thầy trên đó giải trùng. Từ đó về sau em không còn thấy mẹ em hiện về nữa. Vậy thì sau đó có chuyện gì xảy ra? Cậu bé trên nét mặt phẳng phất nét buồn, có hơi vẻ khó nói cho nên lưỡng lự một lúc rồi kể tiếp. Sau khi đưa mẹ lên chùa để thờ cúng, thì nhà của An không còn gặp những hiện tượng lạ nữa. An cũng bắt đầu quen với cuộc sống hiện tại. Cứ mỗi khi có ngày lễ lớn thì An lại xin bố cho lên chùa thắp hương, cầu cho mẹ sớm siêu thoát. Chuyện kinh như vậy trôi qua được gần một năm, sắp tới là ngày giỗ đầu của mẹ. Công việc trong nhà bận bịu, hai anh em lại đi học cho nên chẳng có ai lo việc nhà, khiến cho gia đình cứ rối tung cả lên. Bố của An hôm đấy đưa một cô về nhà, cô ấy tên là Lan, cũng tầm tuổi của mẹ. Bố của An nói rằng cô Lan được bố thuê về, sẽ ở đây một thời gian để làm việc giúp gia đình của ta. Ấn tượng ban đầu của An với cô Lan không được tốt lắm. Trong mắt của An, cô không chấp nhận người phụ nữ nào ngoài mẹ mình trong ngôi nhà này. Với lại việc nhà cũng đâu có phải nhiều, chỉ là nhiều hơn trong mấy ngày chuẩn bị giỗ đầu cho mẹ mà thôi. Bố cần gì phải thuê cô Lan về để giúp việc cho thêm tốn tiền. Nhưng ý của bố An đã quyết, anh Hải cũng không tỏ thái độ gì, cho nên cô Lan nghiễm nhiên được ở trong nhà. An biết mặc dù mình có hơi ích kỷ, nhưng dù gì cô cũng có lý do riêng của mình. Chắc là cô vẫn chưa quên được hình ảnh của người mẹ hiền dịu trong nhà, vẫn hay chăm sóc chu đáo cho hai anh em từng miếng ăn giấc ngủ. Bởi suy nghĩ như vậy cho nên mới thời gian đầu, An luôn tự mình làm những công việc trước đây cô từng làm, mặc kệ cho mình có bận bịu đến đâu. Nhưng cô cố gắng cũng chỉ được có vài ngày thì phải bỏ ngang. Mọi việc vẫn phải đến tay cô Lan hết. Dần dần cái định kiến về người phụ nữ này trong An dần dần biến đi. Xét cho cùng thì cô Lan là một người hiền lành tử tế, chăm sóc cho An và anh Hải rất chu đáo. Nói thật lòng là cũng không thua kém mẹ An là bao nhiêu. Cô Lan đối xử với An giống như mẹ và con gái, nhưng mà họ lại không có cùng huyết thống. Nói đi nói lại thì dù có tốt tới đâu, nhưng không có mối quan hệ huyết thống thì cũng chỉ là một người xa lạ. Đó là một khoảng trống không thể lấp đầy trong tâm hồn của An, mà chắc cả đời này cũng không ai đem lại được ngoại trừ mẹ. An và cô Lan tuy có mối quan hệ rất tốt, nhưng mà giữa họ vẫn còn một khoảng cách không thể xóa bỏ được. Đã hơn một năm kể từ ngày mẹ mất, sau khi đám giỗ của mẹ tổ chức xong, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Gia đình của An lại bắt đầu một cuộc sống bình thường, tuy không có mẹ ở đây, nhưng mà lại có một bàn tay chăm sóc của cô Lan, cho nên không khí cũng bớt lạnh lẽo đi phần nào. Đêm đó An chưa ngủ mà vắt tay lên trán suy nghĩ. An nhớ mẹ quá. Chuyện xảy ra năm ngoái trong tuần đầu sau khi mẹ mất làm cho cô không nào quên được. Đã hơn một năm rồi An không thấy mẹ của cô hiện về thêm lần nào nữa. Cô sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì nữa, vì hình ảnh của mẹ bị người ta đánh làm cho cô vẫn ám ảnh. Cứ mỗi lần nhớ đến trước mắt lại trực tuôn rơi. Nhưng An cũng nghĩ theo một hướng tích cực hơn, đó là mẹ đang gửi được vào trong chùa. Được nương nhờ vào cửa Phật thì còn gì phải lo. Việc cần lo lắng bây giờ chắc chắn là cuộc sống của cả gia đình. Cô cứ nằm suy nghĩ miên man như vậy, đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc đang ngủ, cô mơ màng nghe tiếng gọi của mẹ, dịu dàng êm ái giống như thì thầm ở bên tai, nhưng lại nhỏ dần, đầu óc của An chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Cô vẫn đang ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, mà cái phần tỉnh táo thì ít hơn. Cô không biết được là mình đang định làm gì,
nhưng mắt thì vẫn còn mở ra hoàn toàn được. Bóng tối cứ như vậy tràn vào trong. An vô thức bước xuống giường, đi xuống nhà theo tiếng gọi đó. Cô đi từng bước mệt nhọc trên cầu thang, tiếng gọi của mẹ đã không còn nữa. Nhưng mà trong tiềm thức của cô lại ngỡ rằng mẹ còn sống và đang ở ngay dưới kia. Bước xuống đến phòng khách, cô thấy khung cảnh quen thuộc trước khi mẹ mất. Bố anh Hải với mẹ đang ngồi xem tivi trên ghế như mọi ngày. An cũng đến gần ngồi xuống bên cạnh mẹ mà chẳng suy nghĩ gì. Cô dường như quên đi một điều rằng mẹ mình đã mất cách đây một năm. An cứ ngồi trên ghế rồi mệt mỏi từ từ thiếp đi. Một lần nữa cho đến khi An nghe thấy tiếng mẹ gọi. An, dậy đi, sao còn nằm đây? Mẹ để con ngủ tí nữa. Câu nói này của An làm cho cô Lan giật mình, cô xúc động run rẩy nói. Thế để mẹ vào lấy chăn cho con nhé. Cô Lan liền vào trong nhà lấy chăn ra cho An đắp, rồi ngồi đó luôn để trông cho cô ngủ. Chẳng biết sau bao lâu nữa An cựa mình một cái, thì cánh tay ê ẩm mới tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm ở ghế, trên người còn đắp cả chăn. An bất giác gọi, mẹ, mẹ ơi. Bốn bề tối tăm, vắng lặng, không có tiếng đáp lại. An suy sụp hoàn toàn, cô thở không ra hơi, vì biết hóa ra từ nãy chỉ là mơ. Nước mắt của cô trực trào dâng lên thì bên cạnh có tiếng đáp lại, mẹ ở đây. Lại một lần nữa cô có thêm hy vọng rằng mẹ mình vẫn còn sống. Cô liền quay sang bên cạnh nhưng không thấy mẹ đâu, mà chỉ thấy cô Lan ngồi đó. Cô Lan nói, nãy cô thấy con tự nhiên nằm đây cho nên... An chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy tức giận to tiếng với cô Lan. Cô không phải là mẹ cháu, sao cô còn lên tiếng? Cô Lan ngơ ngác trước thái độ đó của An. Cô chưa biết nên giải thích thế nào với An. Khuôn mặt của cô đỏ ửng vì ngại và cũng vì khó xử khi đã lỡ xưng là mẹ với An. Bố của An ở trên nhà thấy dưới nhà to tiếng với nhau, liền đi xuống xem có chuyện gì. Thế An đang nức nở, còn cô Lan ngồi bên cạnh, bố cô liền lên tiếng, có chuyện gì với An? An không nói gì, đẩy bố ra rồi chạy thẳng một mạch lên phòng, đóng cửa phòng lại rồi khóa trái ở bên trong. Bố cô gọi bao nhiêu lâu đi nữa thì cô cũng không mở cửa. An nằm ở trong phòng mà khóc nức nở. Ở dưới nhà cô nghe thấy tiếng của bố và cô Lan đang nói chuyện với nhau. Nhìn đồng hồ bây giờ mới là 4 giờ sáng. Nghĩ lại phản ứng kỳ nãy của mình, An cảm thấy mình thật không phải với cô Lan. Cô Lan chỉ muốn quan tâm bù đắp khoảng trống trong tâm hồn của An từ khi mẹ An mất, mà cô lại nỡ lòng nào xử sự như vậy. Càng nghĩ An lại càng cảm thấy mình sai, nhưng cái tôi của cô lại không cho phép bản thân xuống nói lời xin lỗi. An đang nằm lì ở trong phòng, ôm cái ôm, không khóc nữa mà nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời ló dạng, từng tia nắng sớm chiếu vào căn phòng, xua tan đi những ký ức đau buồn khi nãy của An. Cô đứng dậy mở cửa sổ ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài. An tự nghĩ không biết mình có nên xuống dưới nhà xin lỗi cô Lan không. Cô đứng bần thần ở đó dựa vào cửa sổ. An không đủ dũng khí để xuống nhà. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng nói dịu dàng. An à, mở cửa cho cô đi con. An giật mình, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với cô Lan. Nhưng chẳng lẽ lại không mở, thế thì lại càng sai. An hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ dũng khí về phía cánh cửa. Cô nhẹ nhàng xoay cái tay nắm đấm rồi mở cửa ra. Cô Lan thấy như vậy thì cũng hơi lúng túng. Cô ngập ngừng không biết có nên bước vào hay không. Hay là chỉ đứng ở ngoài này rồi xin lỗi An. Thấy thái độ của cô như vậy, An cũng hiểu cho nên kéo cô vào phòng. Hai cô cháu ngồi xuống giường thủ thỉ tâm sự. Đã hơn một năm rồi An chưa được trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa. Cô Lan giống như mẹ vậy, cũng có thể là một giấc mơ khi nãy đã làm tác động tới cảm xúc của An. Hoặc cũng có thể khi ở bên cô Lan làm cho An nhớ tới lúc ở bên mẹ. Đúng lúc đó thì cô Lan đề nghị với An. Còn muốn gì có thể gọi cô là mẹ nếu điều đó làm con cảm thấy dễ chịu. An ngập ngừng đôi chút, hai tay bấu chặt lấy cái ga trải giường vì lúng túng không biết trả lời thế nào. Cô Lan liền nắm lấy bàn tay của An dịu dàng mà nói.
Trước đó cô cũng có một người chồng, một đứa con, nhưng mà đáng tiếc là cả hai đã mất trong một vụ tai nạn. Cô cũng thèm cái cảm giác có một đứa con. Sáng nay con gọi cô là mẹ khiến cô vô cùng cảm động. An giật mình, thì ra cô Lan đã phải trải qua một cảm giác mất người thân như mình. Xem ra giữa mình và cô Lan cũng có cái gọi là đồng cảm. Miệng của cô mấp máy trong thoáng chốc cô lý nhí. Thế từ giờ con gọi mẹ là mẹ Lan được không? Cô Lan nghe xong sững sờ mất vài giây, rồi liền ôm An vào trong lòng. Hai mẹ con cùng nhau bật khóc. Một người mất mẹ, một người thì mất cả chồng lẫn con. Cuối cùng thì hai mẹ con An cũng xóa bỏ được ranh giới của hai người xa lạ. Từ đó về sau An bắt đầu gọi cô Lan là mẹ Lan. Anh Hải ban đầu cũng ngại, nhưng dần cũng học theo An mà thay đổi cách xưng hô. Hai anh em coi cô Lan như mẹ ruột. Gia đình của An trước đây thì có những tiếng thở dài não ruột trong không khí u uất lạnh lẽo, đã được thay thế bằng tiếng cười, tiếng nói và không khí ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. An kể đến đây thì khuôn mặt lại có chút buồn buồn, cô lại ngừng một lúc lâu. Có vẻ như là chuyện ở phía sau làm cô khó có thể nói ra cho Vĩ nghe được. Vĩ hiểu ý cho nên không giúp cô bé kể tiếp. Đột nhiên cô bé quay sang nói với Vĩ. Em thấy trời cũng đã tối, hay để ngày mai em kể tiếp cho anh được không? Em cảm ơn anh vì đã lắng nghe câu chuyện nhạt của em. Vĩ cười rồi nhìn lên bầu trời đang ngả sang màu xanh đậm. Không, chuyện của em rất thú vị, tôi muốn được nghe tiếp. Nếu em không phiền thì tôi mời em ăn tối, tiện thể em kể nốt câu chuyện đó cho tôi nghe được không? Dạ thôi ạ, chị nhà mà biết thì không hay đâu. Tôi sống một mình không có chị nào cả, em cứ yên tâm. Anh cũng ngạc nhiên vì đáng ra tầm tuổi này của Vĩ thì cũng phải vợ con đề huề rồi, sao lại vẫn còn chưa lập gia đình. Nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào là bất bình thường đâu, lại thêm có công việc ổn định dễ thăng tiến mà lại đi chọn sống độc thân. Vĩ thích như vậy hiểu ngay ra là cô bé này chắc đang cảm thấy khó hiểu. Khi một người gần 30 rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai như cậu ta, Vĩ cười khổ dục An. Thôi chúng ta đi, tôi đói quá rồi, tôi biết chỗ này ăn ngon lắm. Vĩ nói xong thì đi trước, An thế vậy thì vội vàng lẽo đẽo theo sau. Cứ tưởng ở đâu xa hóa ra Vĩ lại đưa An ra quán cơm bụi ở ngoài cổng bệnh viện. An hơi chưng hửng, cuối cùng cô cũng hiểu ra lý do tại sao tay này lại ế. Trong quán ngày hôm nay cũng vắng, cả mỗi mấy cái bàn lại ngồi cách xa nhau. Lúc ngồi chờ đồ ăn ra thì Vĩ liền hỏi An. Em kể nốt chuyện khi nãy đi. Dạ vâng ạ. Sau chuyện đó thì bọn em với cô Lan cũng bình thường cho đến một ngày. Hôm đó bố của An ngồi gọi hai anh em xuống phòng khách rồi quyết định của mình. Đã suy nghĩ trong suốt mấy tháng vừa qua bố nói. Như các con đã biết rồi đấy. Gần 2 năm kể từ ngày mẹ các con mất, cô Lan cũng vất vả với nhà mình nhiều. Cô Lan thì cũng chẳng còn ai. Gia đình ngoại thì ở dưới quê. Ở đây thì chúng ta cũng coi cô ấy như người nhà. Tình cảm giữa cô và nhà ta trong thời gian qua rất tốt. Các con thì cần có mẹ, bố cũng cần một người chăm sóc, lỡ mai sau lúc già yếu. Cho nên bố đã hỏi cưới cô Lan và được cô ấy đồng ý. An và Hải nghe thấy như vậy thì như sét đánh ngang tai. Chuyện hai anh em coi cô Lan như mẹ ruột là có thật, nhưng mà nghe xong quyết định của bố thì đúng là đột ngột. Tài của An như là ù đi, cô cảm thấy choáng váng trước những điều mình vừa nghe. Thế hai anh em không nói gì cho nên bố phải mở lời trước. Thế ý của hai con thế nào? An chỉ biết trả lời sao thì anh Hải nói trước. Con thì không phản đối gì, nhưng mà chưa mãn tang của mẹ liệu có sao không ạ? Hay là để hết 3 năm rồi tính tiếp? Bố của An nhìn hai anh em rồi nói. Bố đã nghĩ đến cái chuyện đó nhưng mà các con biết đấy. Cô Lan còn gia đình ở quê, chuyện gì xảy ra khi mà bên đó họ biết cô ở nhà ta gần 1 năm, các con lại gọi cô là mẹ. Nên hôm trước bố đã lên chùa, nhà sư thầy năm trước giúp cho chuyện của mẹ con đưa ra lời khuyên. Thì thầy nói rằng muốn cưới thì vẫn cứ cưới được, nhưng mà đừng có dựng dạp ăn mừng để tránh ảnh hưởng tới việc tu tập của mẹ con. Bố đã tính rồi, nhà ta chỉ làm bữa cơm nội ngoại, họ hàng gần xa chứ không có làm đám cưới.
Hàn nghe đến mẹ mình thì lòng cô như thắt lại. Khoảng thời gian vừa qua bên mẹ Lan làm cô gần như quên đi sự mất mát của mình. Nhưng nếu như bố và anh Hải đã nói vậy thì cô cũng không có ý kiến gì nữa. Điều này cũng là tốt cho Lan thôi. Bố xem như chừng hai anh em đã đồng ý cho nên cũng yên lòng. Đám cưới nho nhỏ nhanh chóng được diễn ra. Không xe hoa, không váy cưới, không linh đình. Mọi người được tổ chức ngay tại căn nhà ấm cúng của An, trước sự chứng kiến của hai bên nội ngoại. An nhớ khi vào phòng tân hôn, không biết bố kiếm đâu ra một cái quần của mẹ rồi treo ngược lên trước cửa phòng, rồi bảo mẹ Lan bước qua. An cũng không hiểu đây là nghi lễ hay là phong tục gì, chỉ biết là mẹ Lan chẳng hỏi gì mà cứ bước qua. Thế là từ đó mẹ Lan chính thức trở thành một thành viên trong gia đình của An. Tình cảm giữa hai anh em An và mẹ Lan cũng từ đó mà đi lên. Tháng một cái đã tới ngày giỗ thứ ba của mẹ. Đám giỗ của mẹ cũng vẫn như mọi năm. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến đêm đó. An nằm ngủ thì mơ thấy mẹ về. Mẹ đứng ở ngoài cửa không vào nhà. An đứng từ trong nhà nhìn ra mừng rỡ chạy lại. Đã 3 năm rồi cô chưa thấy mẹ hiện về rõ ràng như vậy. Cô định hỏi xem mẹ tu tầm có tốt không, thì đột nhiên mẹ cô nhăn mặt lại tát cho một cái rồi mắng: "Cái loại mất dạy." An ôm má không hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ đằng xa có hai ông cào lớn tới rồi bắt mẹ của An đem đi, mặc cho bà dãy giụa chửi bới không ngừng. Cô giờ mới nhận ra rằng mẹ mình đang mặc trên người bộ quần áo rách rưới, một khuôn mặt xanh xao gầy gò đến đáng sợ. An giật mình tỉnh dậy, cô thở hổn hển bất giác xoa lên gò má. Cái tát khi nãy của mẹ làm cô hoảng sợ. Tại sao mẹ lại làm như vậy với mình? Lúc còn sống mẹ còn chưa bao giờ đánh cô. An nghĩ vậy lại ôm mặt khóc. Cô khóc không phải vì bị mẹ đánh, mà là vì sự thay đổi đột ngột của mẹ. Thêm vào đó mẹ cô trong bộ dạng rách rưới, gầy gò như vậy khiến cho ông cũng không đành lòng. Cô không ngồi lại nữa mà thức luôn cho đến sáng ngày hôm sau. Ở dưới nhà cô nghe thấy tiếng mở cửa của bố chuẩn bị đi làm. An vội vàng chạy xuống dưới nhà định kể cho bố nghe chuyện hôm qua mình mơ thấy mẹ về. Nhưng mà xuống đến nơi thì lại thấy có cả mẹ Lan, cho nên An không muốn nhắc tới nữa. Cô sợ mẹ Lan nghe xong sẽ buồn. Thế là An lại lặng lẽ đi lên gác. Bố với mẹ Lan từ ngày lấy nhau về thì hạnh phúc lắm. Tôi và anh Hải thấy vậy thì cũng mừng cho bố. Chuyện tối qua mẹ về đánh An liệu có liên quan gì đến chuyện bố lấy vợ mới không? Nhưng cũng không đúng, là bởi vì bố cưới mẹ Lan cũng được gần 1 năm, sao hôm nay mẹ mới hiện về? Ngồi một mình ở trên tầng, cô cứ suy nghĩ mãi không thôi vì hình ảnh của người mẹ hiền dịu nhưng vắn số nên lại trở nên hung dữ như vậy, khác hẳn với mẹ lúc còn sống. Đang nghĩ vẩn vơ thì thấy anh Hải đi ngang qua phòng. Chưa biết nên kể chuyện này cho ai thì An liền gọi anh Hải. Anh Hải, vào đây em nhờ. Mày nhờ cái gì? Vào đây em nói. Mày nói cái gì đứng ngoài kia không được sao? Không được. Nhưng mà em nói nghe này, đêm qua em mơ thấy mẹ về. Thì mẹ giờ thế nào? An liền kể hết toàn bộ giấc mơ tối qua cho Hải nghe. Hải nghe xong thì cũng trầm tư một lúc rồi nói bâng quơ. Mày chắc lại nghĩ nhiều quá nên sinh mộng mị. Sao 3 năm nay mẹ không hiện về lần nào mà nay mới hiện về rồi đánh mày? An cũng không biết tại sao, nhưng mà tới giờ cô vẫn chưa thể tin được mẹ cô là người đáng sợ như vậy. Chắc cũng đúng như lời của anh Hải nói, mình suy nghĩ nhiều quá cho nên mơ mộng linh tinh. Thế không có việc gì nữa cho nên anh Hải cũng đứng lên chuẩn bị đi làm. Sắp tới An phải đi thực tập, cũng có nhiều thứ phải lo, cho nên giấc mơ đêm qua nhanh chóng quên đi. Đêm nay An cũng chẳng nghĩ tới chuyện mơ mị gì cả. Trước khi ngủ cô còn tự dặn lòng mình rằng mẹ đang tu tập trong chùa, không có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà nửa đêm An choàng tỉnh dậy một lần nữa, mồ hôi tấm lưng lạnh đầy. Cô thở hổn hển, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng đến tột độ. Cô vội vàng trèo xuống giường, run rẩy với tay mở cửa sổ. An chậm chậm ghé mắt ra nhìn xuống sân. Gì đó không có ai cả. Cô đóng cửa sổ lại ngồi phịch xuống giường, nhớ lại cơn mộng mị khi nãy.
Lần này mẹ cô hiện về, bà vẫn như ngày hôm qua, ăn mặc dưới gầy gò xanh xao. An đứng trong nhà nhìn ra thì mẹ đứng ở ngoài cửa nhìn An bằng một ánh mắt dữ tợn. Cô không dám tiến lại gần mẹ nữa mà chỉ đứng nhìn từ xa hỏi: sao mẹ không vào nhà? Tao không vào được. Sao mẹ lại không vào được? Con đã làm gì sai khiến mẹ giận con như thế? Mẹ của An không nói lý do mà cứ đứng ngoài cửa nhìn An xối xả. An không dám lại gần mẹ, cảm giác như người kia không phải là mẹ của mình mà là con quỷ vậy. Mẹ trời chán chê thì lại bị mấy người hôm qua đến bắt đi, kéo sành sạch trên mặt đất. An mơ đến đó thì tỉnh lại, cho nên cô mới định mở cửa nhòm ra xem mẹ có ở đó không. An sợ lắm, không biết vì sao mình lại sợ, lại một đêm cô không ngủ. Sáng hôm sau cô định kể lại cho bố nghe, nghĩ thế nào thì lại thôi, bởi có mẹ Lan ở đó cho nên khó nói. Tuy nhiên cuối cùng An vẫn phải nói, dù gì thì cũng là một gia đình. Trước mặt bố và mẹ Lan, An kể hết đầu đuôi câu chuyện hai đêm qua. Bố An nghe xong thì mặt như dại đi, còn mẹ Lan cũng vậy. Hai người im lặng một hồi rồi bố của An trấn tĩnh: thôi chắc là do con suy nghĩ nhiều quá, mẹ con đang ở trên chùa cơ mà, không có gì phải lo. Thôi mấy mẹ con ở nhà đi, bố đi làm đây. Bố An nói xong thì vội vã đi ra cánh cửa tránh né những câu hỏi của An. Mẹ cũng chỉ an ủi An vài câu rồi tiếp tục công việc. An thấy hơi bực vì mình nói chuyện nghiêm túc mà bố mẹ lại coi như trẻ con. An kể đến đây thì hai phần cơm cũng đã được bê ra, bốc khói liền nghỉ ngút. Cả hai vừa ăn vừa nói, đoạn An kể tiếp: thế là từ đó trở đi, ngày nào em cũng mơ thấy mẹ em về với bộ dạng kinh khủng như vậy. Mà chỉ có mỗi em là mơ thấy, còn bố em hay là anh Hải thì không gì. Sau rồi đến lúc em đi thực tập, thuê nhà ở đây, cộng với Đoàn thì không còn mơ thấy mẹ. Em nghe các chị trong quán nói anh có thể giải quyết được, cho nên mới đánh bạo nhờ anh. Vĩ trầm ngâm một lúc rồi nói: tôi thì không phải là người nhà của em, nhưng mà cũng chỉ dám đưa ra lời khuyên để mà giúp em giải quyết mọi khúc mắc. Thế bây giờ em phải làm sao ạ? Nếu mà em muốn biết thì phải đến một nơi khởi nguồn của mọi việc mà hỏi. An không hiểu lắm, cô đâu biết được nơi nào là khởi nguồn của mọi việc để mà hỏi chứ. Suy nghĩ một hồi lâu, nếu là hiểu ra vấn đề, An liền đứng dậy cảm ơn Vĩ rồi lững thững ra về. Trở lại với thực tại, Vĩ kể tới đây thì tôi cũng thấy tò mò về cái khởi nguồn của mọi việc kia. Thế nhưng mà rốt cuộc là ở đâu mà lại cô bé đó bỏ giữa chừng như vậy? Nếu không thì việc muốn nói là hơi bất lịch sự. Vì thấy tôi thắc mắc như vậy cho nên cũng chỉ cười mà nói: nếu mà cậu mà ở trong hoàn cảnh của người ta thì cậu hiểu dễ thôi. Tớ thì rất giống cho nên là cũng chẳng trách được gì. Tôi muốn biết câu chuyện tiếp tục như thế nào cho nên dùng Vi kể tiếp. Vi liền nói: sau khi rời khỏi quán ăn thì cô bé đến bắt xe đi về nhà ngay trong đêm và cũng bỏ luôn thực tập tại chỗ. Tôi liền ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi: sao lại vậy? Vi đưa hai tay của mình trước đống lửa rồi nói: chuyện gia đình của người ta mà. Nhưng mà sau đó thì cô bé có quay trở lại gặp tớ để cảm ơn và kể hết câu chuyện cho tớ nghe. Sau khi An trở về, cả nhà của An ngơ ngác không hiểu ở trên thành phố có chuyện gì lạ mà về giữa chừng như vậy. Càng hỏi mãi, An chỉ trả lời là cô không được khỏe cho nên xin về. Cả nhà nghe thế vậy thì cũng không hỏi nữa mà để cho An về nghỉ ngơi. Từ đó An sang phòng của anh Hải mà nói rằng: anh ngày mai đi với em nhé. Mày định đi đâu? Mai tao phải đi làm. Thì cứ đi với em là chuyện của mẹ mình. Từ ngày mày đi ta cũng mơ thấy mẹ. Anh mơ thấy gì? Ta mơ một lần thôi, trông mẹ rách rưới lắm, cứ đứng ở ngoài cửa ta gọi nhưng mà cũng không vào. Một lúc sau lại thấy có hai người tới bắt mẹ đi. An liền rưng rưng nước mắt. Thế chắc là mẹ gặp chuyện rồi, ngày mai anh phải đi với em ngay. Anh Hải liền nói: thế thì để tao xin nghỉ trước đã. Anh Hải nói xong thì liền vừa lấy cái điện thoại rồi xin nghỉ làm. Sáng hôm sau thì hai anh em rời khỏi nhà từ rất sớm, bố và mẹ Lan cũng chẳng biết hai anh em sắp làm gì. Đích đến của hai anh em là chùa Hàm Long, nơi khởi nguồn ra mọi việc như Vĩ nói.
Bởi vì từ đầu câu chuyện Vĩ nghe lời của An nói rằng bố đem mẹ An đến chùa gửi và cậu ta hiểu ngay vấn đề. Chùa Hàm Long nổi tiếng là chuyên nhốt trùm, nhốt những vòng giữ để tránh việc họ trở về. Mẹ của An tuy có mất vào giờ trùng thật, nhưng mà cũng không đến nỗi bị nhốt vào trong chùa. Nếu An không biết sự việc thì chỉ có thể lên chùa tìm hiểu mà thôi. Đến chùa thì hai anh em tìm gặp được sư thầy năm đó đã giải trùng cho nhà An. Sư thầy thấy hai anh em đến lần này đi một mình, không có bố đi cùng cho nên hỏi. Các con đi đâu vậy? Dạ con muốn hỏi về mẹ con. Sư thầy liền nói. Thầy cũng đang thắc mắc là đã hơn 3 năm, sao nhà con chưa đón mẹ về? Này các con đến chắc là để đón mẹ về phải không? Hai anh em ngạc nhiên lắm, sao không thấy bố nói gì về việc sẽ đón mẹ về nhỉ? Anh còn tưởng là cứ để mẹ ở trong chùa cho đến khi siêu thoát. Này thấy sư thầy nói vậy thì không biết phải xử sự thế nào. Cũng may lúc đấy anh Hải định thay cho An. Dạ vâng ạ, chứ con đến đây để đón mẹ về. Thầy cho con hỏi là mẹ con đã về được chưa? Nếu muốn đón mẹ con về nhà thì để thầy làm lễ. Có cần chúng con chuẩn bị gì không? Không cần cầu kỳ quá. Thầy làm xong thì các con có thể đem di ảnh của con về nhà thờ là được rồi. Sư thầy nói xong thì cũng bắt đầu nghi thức. Cũng chẳng có gì cầu kỳ phức tạp. Chỉ tới trưa là đã xong. Sư thầy đưa cho anh Hải và An di ảnh của mẹ, dặn dò vài điều tạm biệt hai anh em. Ôm bức di ảnh của mẹ trong lòng, An không biết việc mình làm là đúng hay sai. Lỡ mà sai thì chắc chắn cô ân hận cả đời. Anh Hải cũng thở dài dục An ra về cho sớm. Đến đầu giờ chiều hai anh em có mặt tại nhà, rồi ngay lập tức đặt di ảnh của mẹ lên bàn thờ, đoạn đốt nhang rồi vái lạy. Mẹ Lan ở bên trong nhà thấy anh em đã về thì liền ra định hỏi Han xem hai anh em đã đi đâu ăn gì chưa. Thì thấy An đang ôm di ảnh của mẹ ruột. Mẹ Lan sững sờ một lát chưa cần hỏi gì hai anh em, nhưng cũng im lặng mà thắp cho chị cả nén hương, rồi đứng cạnh hai anh em An mà vái lạy. Chẳng biết mẹ Lan khấn gì mà đột nhiên cây nhang mẹ vừa thắp lên đột nhiên bùng cháy. Cả ba người đều giật mình. Trong làn khói hương mờ ảo, mẹ Lan thấy bức di ảnh đang cử động. Từng đường nét trên khuôn mặt của một người trong ảnh xô lại với nhau, trông rất giận dữ. Mẹ Lan vội vàng lùi lại đằng sau lắp bắp hỏi hai anh em. Các con có nhìn thấy gì không? Dạ con không, mẹ nhìn thấy gì sao? Mẹ Lan chớp mắt vài cái len lén nhìn về bàn thờ, những bức ảnh vẫn còn y nguyên, chẳng có cây nhang nào bị cháy cả. Mẹ Lan thở phào tự nhủ, chắc khi nãy khói nhang làm cho mờ mắt. Với cả dạo này cũng nhiều việc cho nên sinh ảo giác. Mẹ Lan trấn tĩnh lại rồi đến bên bàn thờ vái lại ba cái rồi hỏi anh em An. Hai con lên chùa đón mẹ về sao? Dạ vâng, chúng con mới lên trên đó. Thế bố đã biết chưa? Chúng con cũng chỉ tình cờ thôi nên bố đâu có biết. Thì nếu bố các con về, nhớ báo để cho bố biết. Hai anh em vâng dạ rồi đi lên phòng. Mẹ Lan lại tiếp tục viết công việc. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. An chỉ cảm thấy kỳ lạ bởi vì rõ ràng là đã đón mẹ về rồi, nhưng sao cô vẫn thấy bất an trong lòng mà không hiểu nguyên do. Chẳng biết anh Hải có thấy vậy không, nhưng mà giờ này ông ấy đã ngáy o o. Đi từ sáng đến giờ khiến cho An cảm thấy mệt cho nên liền thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy xung quanh tối om, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối. An mệt mỏi ngồi trên giường, cô thấy hơi khát cho nên đã xuống nhà uống nước. Bố vẫn chưa về, An nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 6 giờ. Dưới nhà cũng đã tối. An bật mỗi đèn cầu thang, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ cho nên không bật thêm đèn. Thế An từ trên gác xuống, mẹ của Lan ở trong phòng hỏi. An à, hôm nay bố đi liên hoan nên chưa về, các con có đói không? Dạ cũng hơi đói, mẹ Lan ăn gì chưa? Mẹ chưa đói, hồi chiều mẹ làm bánh, để mẹ đem lên cho hai đứa nhé. An vừa uống nước xong quay ra đã thấy mẹ Lan lên đến cầu thang. An chạy theo vội nói, mẹ để con. Mẹ Lan vẫn tiếp tục đi rồi nói, thôi để mẹ mang lên cho, sẵn tiện xem hai anh em ở trên gác có thiếu gì không. An thấy như vậy thì không ngăn chặn mẹ nữa mà lẽo đẽo theo sau. Từ vị trí này không thấy mặt của mẹ Lan,
Nhưng An cảm thấy dáng người của mẹ Lan cũng không khác gì mẹ mình. An liền bồi hồi gọi một tiếng, mẹ. Mẹ Lan quay lại cười với An. Trong ảnh tranh sáng tranh tối mờ mờ ảo ảo, ánh sáng hắt lên khuôn mặt của mẹ An khiến cho An giật mình, thảng thốt. Khi trông thấy khuôn mặt kia không phải là của mẹ Lan mà lại là của chính mẹ mình. Đã mấy năm rồi An chưa nhìn thấy được khuôn mặt đó, nhưng cái nét cười hiền hậu của mẹ dần chuyển sang một cái cười đầy ma mị. Cái miệng rộng hoác sang hai bên, nhà hai hàm răng trắng ợn, một đôi má trắng dã tròn vo nhìn An một cách đáng sợ. An kinh hãi hét lên một tiếng rồi trượt chân từ trên cầu thang xuống. Cô nằm đau đớn nằm im dưới chân cầu thang. Mẹ Lan hoảng hốt chạy ầm xuống rồi hỏi xem An có làm sao. An đau quá cho nên nhắm tịt mắt lại. Nhưng khi mẹ Lan đã đến gần, cô vẫn cố gắng mở mắt ra xem người đó là mẹ hay là mẹ Lan. Là mẹ Lan. An thở hổn hển vì vừa đau vừa sợ. Mẹ Lan liền hỏi, đừng động để mẹ xem nào. Mẹ An sờ nắn một hồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, không gãy cái xương nào. Mẹ Lan nói, con làm gì mà bất cần thế, con bị trượt chân, khổ thân con. Con thử đứng lên đi lại cho mẹ xem nào. An nghe thấy như vậy thì từ từ đứng dậy, mắt cá chân hơi đau nhưng không sao. Mẹ Lan nói, thôi để mẹ dìu con lên gác mà nằm. An vội vàng gật đầu để mẹ Lan giúp mình quay về phòng. Để An nằm trên giường, mẹ Lan mới đi ra ngoài rồi một lúc sau quay lại với một chai rượu thuốc trên tay. Mẹ Lan bảo An nằm im để mẹ xoa bóp cho đỡ đau. An cũng ngoan ngoãn làm theo. Tay của mẹ Lan mềm mại nhẹ nhàng xúc rượu và xoa đều lên mắt cá chân cho An, làm cô cảm thấy thoải mái. An từ từ tận hưởng được cảm giác dễ chịu đến từ mẹ Lan. Bây giờ cô rất hạnh phúc. Cách đây 3 năm cứ ngỡ tưởng chừng sau khi mẹ mất, cuộc đời của cô sẽ sụp đổ hẳn và chìm trong bóng tối. Nhưng mẹ của Lan lại chẳng để điều đấy xảy ra. Thì không có quan hệ huyết thống nhưng mẹ của Lan vẫn cho cô cảm thấy hy vọng và tình thân giữa hai mẹ con. An thực sự không muốn mẹ Lan rời khỏi cuộc đời của mình như cách mà mẹ ruột cô đã ra đi. An bất giác bật khóc nức nở. Mẹ Lan thấy như vậy thì vội vàng hỏi, con đau sao? Dạ vâng, con gái lớn rồi thì vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ đúng không nào? An không khóc nữa, gạt đi nước mắt mà cười vui vẻ với mẹ Lan. Sau đó hai mẹ con nói chuyện với nhau cả buổi tối về mọi thứ xung quanh. Mẹ Lan cũng khuyên An nên quay trở lại với kỳ thực tập, đừng để gián đoạn không lại làm ảnh hưởng tới tương lai sau này. An nghe lời của mẹ Lan cho nên gật đầu vâng dạ. Mặc dù chuyện của mẹ ruột vẫn làm cho cô chưa yên tâm cho lắm, mà tự nhiên An lại muốn quay trở lại nơi cô thực tập. Cô chẳng biết tại sao, chỉ biết là lòng cô cứ bồn chồn, trong suy nghĩ cứ vẩn vơ một bóng hình nào đó. Cô quyết định ở nhà nốt hôm nay với bố, mẹ Lan và anh Hải, rồi mai quay trở lại nơi thực tập. Mẹ Lan cũng ủng hộ cô và động viên cô cố gắng học tập. Nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc lúc này khiến cho mọi sự âu lo, suy nghĩ trong mấy ngày nay của An đều tan biến. Hôm đó phải tối muộn bố mới quay trở về nhà. Thấy di ảnh của mẹ, bố vội vàng hỏi mẹ Lan thì biết được do hai anh em đem từ chùa về. Bố chẳng nói gì, chỉ thở dài đi về trong phòng. Đêm ấy An vẫn còn chưa ngủ, cứ thao thức mãi. Tự nhiên cô cảm thấy bồi hồi. Cái buổi chiều hôm đó nghĩ lại thì mình thật bất lịch sự, bỏ cả anh Vĩ mà chạy về nhà. Không biết anh ấy có nghĩ gì về mình không. Lần này con lý tới nhất định phải xin lỗi anh ấy mới được. An định bụng như vậy thì yên tâm lắm, mắt từ từ nhắm lại. Trong cái lúc mà chưa đi vào giấc ngủ hẳn, cô có nghe tiếng bước chân bình bình dưới tầng 1 đi lên, đứng trước cửa phòng cô rồi đẩy cửa đi vào. Cô mệt quá cho nên chẳng buồn mở mắt, cứ nghĩ chắc là do bố hay là anh Hải mà thôi. Mà kỳ lạ, người đó cứ đi quanh giường của cô, hết đi từ bên trái rồi sang phải. An thấy hơi khó chịu định mở mắt ra xem là ai, nhưng cô nhận ra là mình không thể mở mắt được. Cả người cứ nặng trĩu xuống, chân tay cô không cử động được. Cả người của cô cứng đơ, sợ lắm nhưng mà miệng không thể nhúc nhích được. Bên tai của cô chỉ nghe văng vẳng tiếng mắng, tiếng chửi rủa không ngừng.
đồ chó, đồ mất dạy. Trên người của cô như bị ai đó đè xuống. An cố gắng vùng vẫy để thoát ra mà không được. Được một lúc sau thì người cô mới có thể nhúc nhích. An yếu ớt mở mắt nhìn thì chỉ thấy thấp thoáng một cái bóng đen xì quay lưng đi ra ngoài. An mệt lắm, toàn thân tê dại, hơi thở gấp gáp. Cô chưa bị như thế này bao giờ. An định chạy sang anh Hải nhưng không đủ sức, cho nên cứ như vậy nằm bẹp dí trên giường. Ở dưới nhà không gian đang yên tĩnh thì cô nghe thấy tiếng của mẹ An hét lên thất thanh giữa đêm. An khó nhọc đứng dậy mở cửa đi ra thì thấy anh Hải đã chạy xuống bên dưới. Anh cũng vội vàng nhấc cái chân còn đau của mình bám vào lan can mà đi xuống xem có chuyện gì. Vừa xuống đến nơi thì thấy mẹ Lan ngồi trên đất, miệng ú ớ chỉ tay về phía cửa nói với bố: "Anh ơi, là chị cả về." Bố của An trên mặt đầy kinh hãi nhưng cố gắng trấn an mẹ Lan: "Thôi không sao đâu, chắc là em nhìn nhầm thôi." "Không, nhầm thế nào được, rõ ràng em thích chị đứng ở ngoài cửa, chị còn nhe răng cười với em nữa mà." Bố nghe xong thì không nói gì, liền đứng dậy tiến lại bàn thờ mà thắp hương. Khấn vái xong thì bố bảo hai anh em lên gác ngủ sớm, còn bố thì đi bật một số đèn quanh nhà lên. An không dám lên gác ngủ mà cứ đứng chần chừ ở dưới chân cầu thang, nhưng cuối cùng cũng phải lên vì mai còn đi phải lên chỗ thực tập. Nằm trên phòng suy nghĩ vẩn vơ, An không biết cái bóng đen khi nãy có phải mẹ mình hay không, nhưng cô thì quá nửa đó chính là mẹ hiện về. Chưa bao giờ cô lại sợ hãi với mẹ của mình đến như vậy. Cảm giác bất an hồi hộp lại ùa về, không biết sắp tới còn chuyện gì nữa không. Nhưng cả đêm đó mọi chuyện cứ bình yên. Sáng hôm sau An dậy từ sớm để chuẩn bị đi. Cô vừa bước xuống nhà đã thấy mẹ ngồi bất thần ở ngoài ghế. An hỏi: "Mẹ Lan dậy sớm mà?" Những tưởng mẹ Lan dịu dàng trả lời câu hỏi của An nhưng không. Nhà Lan mắt lim dim, đầu hơi gục xuống gầm ghè: "Mày gọi ai là mẹ?" An không tin vào tay của mình. Mẹ Lan có bao giờ nói với An vậy đâu. Cứ nghĩ sau sự kiện đêm qua làm tâm thần của mẹ Lan trở nên bất ổn, An tiến lại gần nắm vai của mẹ: "Mẹ không được khỏe sao?" Đáp lại lời của An là mẹ Lan vung tay tát cho cô một cái rồi quát: "Loại mất dạy nhà mày nữa." An sợ hãi ngồi dậy, cô nhận ra người trước mặt mình không phải mẹ Lan. Cảm giác này cô thích quen lắm. Thế ở ngoài phòng khách có tiếng nói lớn, anh Hải và bố vội vàng lật đật chạy ra. Thế An đang nằm dưới đất, còn mẹ Lan thì cứ gật gù ngồi trên ghế, khoanh chân xếp bằng. Bố liền hỏi mẹ Lan: "Em làm sao vậy, sao lại đánh con?" Mẹ Lan cười nhếch mép nói: "Hôm nay không đứa nào được đi khỏi đề hết." Bố nghe thích như vậy hoàng hồn lắp bắp: "Em, là em về?" "Phải, tao về đây. Mày nhốt tao trong chùa bao năm, bây giờ tao về đây." Người đứng trước mặt bố con An không phải là mẹ Lan mà là mẹ ruột của hai anh em. Mẹ đang trong thần xác của mẹ Lan để nói chuyện. An vừa xoay mặt nước mắt ngắn dài rồi hỏi mẹ: "Mẹ, tại sao mẹ lại thành ra như vậy?" "Mày đi hỏi thằng bố của mày ấy. Tao có chết vào giờ trùng thật nhưng mà tao có làm gì nên tội đâu mà nó cho tao lên chùa nhốt tao ở chung với bọn mà đói, bọn âm binh. Ngày nào cũng bị nó đánh đầm vì giành miếng ăn, chúng mày thì ở nhà vui vẻ với nhau." Rồi mẹ đưa tay chỉ thẳng vào mặt của An: "Tao khổ tao sợ như thế mà mày còn ở nhà kia con đĩ này là mẹ nọ mẹ kia. Tao đã có trốn ra để về nhà báo cho mày để mày biết được rước tao về, nhưng mà mày cứ như không. Này mới chịu rước tao về là thế nào?" Mẹ của An nói xong thì lẩm bẩm chửi rủa không ngừng trong miệng. An và anh Hải quay sang nhìn bố để xem bố nói gì, nhưng bố chỉ im lặng. Anh Hải mới đánh liều hỏi mẹ: "Chúng con biết chúng con sai, thế bây giờ mẹ nói cho con xem mẹ khúc mắc chỗ nào để chúng con biết." Mẹ ngừng lắc lư chỉ vào bố An nói: "Cũng là do thằng mất nết này, lúc tao bệnh nó trai gái lằng nhằng với con đĩ này. Ngày nào thằng chó này cũng rủa tao chết sớm, tao biết nhưng tao không nói cho chúng mày nghe vì sợ chúng mày phải lo nghĩ. Thế mà tao chết rồi nó lại còn đem tao lên chùa cho nó thoải mái láng váng với con đĩ này. Tao chết chưa được 3 năm mà nó rước con này về cho chúng mày gọi mẹ đấy." Bố nghe xong im lặng không nói gì. Anh Hải cũng nhìn bố rồi lại nhìn An đang khóc cô nói: "Bố,
Sao bố lại làm vậy với mẹ con? Bố không trả lời An mà nhìn thẳng vào mẹ nói. Chẳng phải trước khi chết cô cũng nói là cho tôi được cưới vợ để lo cho hai đứa còn gì. Cô không nhớ sao? Cô chết rồi thì để cho gia đình tôi được yên đi. Mẹ chỉ cười khục khục rồi nói. Tao nhớ nhưng mà tao không thích cho mày vui vẻ bên con đàn bà khác. Đáng ra tao còn định vật chết con đĩ này cơ. Nhưng mà thì nó lễ phép với tao cho nên tao tha. Nhưng mà chúng mày thì không được yên thân đâu. Mẹ nói xong thì liền ngã gục xuống ghế. Cả nhà bốn người chìm vào trong im lặng khó xử. Biết là mẹ đã đi nhưng mà không biết nên làm gì bây giờ. Mãi sau anh Hải cùng với bố mới khiêng mẹ Lan vào giường. Đến bây giờ thì bố phải trả lời câu hỏi của hai anh em. Nhưng hỏi thế nào bố cũng đều trả lời. Bố chỉ muốn tốt cho hai con thôi. Nghĩ lại thì bố cũng chẳng sai. Nhưng lúc mẹ còn sống đang chiến đấu bệnh tật, bố lại đi cặp kè với mẹ Lan thì đúng là không chấp nhận được. Giờ một lúc thì mẹ Lan hồi tỉnh lại, câu đầu tiên mẹ hỏi hai anh em. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ nhớ lúc nãy mẹ đang ngồi ngoài ghế thì tự nhiên có người dí đầu mẹ xuống. Xong rồi thì chẳng nhớ gì cả. Tỉnh dậy đã thấy nằm đây. Cả nhà im lặng, chỉ có anh Hải lạnh lùng nói. Bà không phải là mẹ tôi, cho nên đừng xưng mẹ gọi con với tôi. An liền quát. Anh Hải, anh sao vậy? Mày không thấy mẹ nói sao? Con mụ này cặp kè với bố trong lúc mẹ đang sống trên giường bệnh. Thế mày bênh được sao? Nhưng mà mẹ Lan chăm sóc cho nhà ta suốt khoảng thời gian qua mà. Không có mụ ấy tao vẫn sống tốt. Còn mày thích gọi mẹ thì tùy mày. Anh Hải nói xong thì bỏ đi không thèm nói gì nữa. Mẹ Lan nghe xong những lời anh Hải nói thì bàng hoàng. Quay sang nhìn chồng muốn hỏi. Bố thở dài nói. Nãy chị về, chị nhập vào em nói mọi chuyện rồi. Mẹ Lan nghe xong nhìn bố rồi lại nhìn An đôi mắt đỏ hoe. Đúng là em không nên ở đây thêm một giây phút nào nữa. Mẹ Lan nói xong thì khó nhọc đứng dậy. Cô lấy toàn bộ quần áo trong tủ nhét vào cái túi mà ngày đầu tiên cô tới đây. Bố vội hỏi. Em định đi đâu? Mẹ Lan chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ thu dọn đồ đạc. An vừa trải qua một cú sốc lớn. Cô chẳng biết nên mình nên về phe của ai. Của bố, của mẹ ruột hay là của mẹ Lan. Ai cũng đều sai, cũng đều có nỗi thống khổ riêng của mình. Nhưng cô không thể trách móc ai, cũng không thể đứng về phe của ai. Cô chọn im lặng, cứ đứng thử người ra đó. Nhìn mẹ Lan lấy đi từng bộ quần áo và bỏ vào trong túi. Bố An cũng hết lời khuyên can. Nhưng việc của mẹ thì mẹ cứ làm. Đến khi cái túi được đóng lại thì mẹ An nói với bố. Thôi chào anh và hai con, em phải đi đây. Bố biết mình không cản đường cho nên cũng chỉ biết ngồi trên giường bần thần. Cái khoảnh khắc mẹ Lan bước ra khỏi cửa, mẹ quay lại đôi mắt đỏ hoe ngất lệ, nghẹn ngào nói với An. Cô đã phá hoại hạnh phúc gia đình con. Con và anh Hải tha lỗi cho cô nhé. Hai anh em nhớ giữ sức khỏe, cô phải đi rồi. Đầu óc của An như quay cuồng, cách đây vài tiếng cô còn đang hạnh phúc. Thế mà bây giờ mọi thứ sụp đổ trước mắt. Bóng tối của những tháng ngày trước đây đột ngột quay lại lấp đầy đôi mắt. An bất chợt òa khóc, cô thực sự không muốn để cho mẹ Lan đi. Nhưng cô không thể làm được điều đó. Nếu cô giữ mẹ Lan lại, thì lại trở thành đứa con bất hiếu với mẹ đẻ. Chữ hiếu và chữ tình đang đè nặng lên vai, khiến cho An cố không thở nổi. An nhìn hình bóng của mẹ Lan ra đi, khuất trong đôi mắt nhòe dần đi của mình. Vĩ kể đến đây thì ngưng lại mà thở dài một tiếng. Tôi cũng không giấu nổi cảm xúc não ruột theo. Bất giác tôi cảm thán. Con bé đó có hai người mẹ. Kể hai đều ra đi theo cách riêng của mình. Người mẹ đẻ thì ra rời khỏi nhân thế vĩnh viễn. Nhưng mà cô không thể níu kéo được. Còn người mẹ kế thì lại rời đi ngay trước mắt. Nhưng lại hoàn toàn có thể níu kéo lại được. Điểm chung của họ là đều đẩy An vào trong bóng tối của sự cô độc đến tận hai lần. Người khởi đầu của bóng tối đó cũng trở thành người kết thúc và ngược lại. Vĩ không nói gì cả, chúng tôi đều có một khoảng lặng cho riêng mình, rồi tôi lại là người phải phá vỡ sự im lặng đó. Thế rồi cô bé đó là sao? Sau đó thì An bỏ luôn ghi thực tập, năm sau cũng không thích quay lại, nhưng mà nghe khóa dưới nói là cô ấy đã bỏ học. Chuyện gia đình của An tôi cũng chẳng biết được gì thêm. Không biết sau này thì nhà cô ấy ra sao cả. Tôi nhìn lên bầu trời mà than thở. Đúng là số phận do ông trời sắp đặt thật biết trêu đùa con người. Nếu được tôi cũng muốn gặp cô bé đó thử một lần.
đúng là đáng thương mà. Vĩ chỉ cười rồi lại tiện tay vớ luôn mấy thanh củi mà ném vào đống lửa. Đôi tình nhân khi nãy cũng vừa mới hay rời đi. Ở ngoài trời mưa vẫn còn rả rích. Phen này ở đây phải lâu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.